Phong cảnh vũ trụ. Nghịch lý Fermi. Vào mùa hè năm 1950, trong phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ ở Los Alamos, New Mexico, các nhà khoa học đang nghỉ ngơi ăn trưa. 5 năm trước, đây là nhà của dự án Manhattan, một nỗ lực tuyệt mật để chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. Nhưng bây giờ, trong khoảng thời gian vui vẻ hơn, cuộc tranh luận bên bàn ăn đã chuyển sang đĩa bay. Mọi việc bắt đầu từ một câu chuyện hài nói về người ngoài hành tinh. Nhưng các nhà khoa học nhanh chóng tranh luận khi nào loài người có thể đi tới các vì sao. Trong số những người có mặt là Enrico Fermi, nhà vật lý đoạt giải Nobel, người có nhiều đóng góp, trong đó có việc phát triển lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động đầu tiên trên thế giới. Sau một lúc, cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề liên quan nhiều đến trái đất hơn. Rồi đột nhiên, Fermi thốt ra một câu hỏi. Tất cả mọi người đang ở đâu? Fermi vẫn đang nghĩ về người ngoài hành tinh, và ông chợt nhận ra có gì đó không đúng. Sau đó, ông làm vài phép tính nhanh tại chỗ để khẳng định mối nghi ngờ. Nếu có những nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh ở đâu đó trong thiên hà, thì có khả năng bây giờ ta đã thu được vài tín hiệu của họ. Có thể là những tín hiệu của vài nền văn minh. Thực tế là chuyện này vẫn chưa diễn ra và nó được gọi là nghịch lý Fermi, theo tên của người đưa ra câu hỏi. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học nói, Fermi không phải là người đầu tiên tự hỏi tại sao ta vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cuộc sống ngoài hành tinh trong vũ trụ. Nhưng là một nhà khoa học tài năng, ông giải quyết vấn đề theo cách đã tạo ra tiếng vang vượt xa cuộc trò chuyện trong giờ ăn trưa. Hơn 6 thập kỷ sau, nghịch lý Fermi vẫn chưa được giải đáp. Dù ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những thành phần cơ bản với sự sống như carbon, oxy và nitơ nằm trong số những nguyên tố phổ biến nhất trong thiên hà. Các nhà thiên văn cũng phát hiện ra hàng trăm hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta và trực tiếp quan sát những cái đĩa xoay tròn xung quanh các vì sao non trẻ, nơi mà hành tinh mới đang hình thành. Những dữ liệu mới này tiếp tục gợi ý rằng nếu sự sống từng diễn ra ngay ở đây, thì chắc chắn nó phải diễn ra nhiều lần, làm tăng cơ hội tiếp xúc với một nền văn minh tiên tiến. Lập luận lạc quan này càng được ủng hộ bởi thực tế là sự sống trên trái đất có một lịch sử lâu dài. Qua hóa thạch nhiều niên kỷ, ta biết nhiều loại sinh vật đã gọi thế giới này là nhà và sự tiến hóa rất hiệu quả trong việc đảm bảo rằng sự sống tiếp tục thích nghi và phát triển thịnh vượng với những điều kiện thay đổi. Những dấu hiệu sớm nhất của cuộc sống không đến từ hóa thạch, mà là từ những mô hình cực nhỏ và các dấu vết hóa học trong đá cổ xưa. Chúng cho thấy vi khuẩn đã sống trên hành tinh của ta ít nhất 3,5 tỷ năm trước. Và điều đó có nghĩa là những tế bào đầu tiên và ADN đầu tiên phải có niên đại còn sớm hơn. Bản thân trái đất không có niên đại lâu hơn 4,6 tỷ năm. Đó là khoảng thời gian nó hình thành cùng với các hành tinh khác từ những mảnh vụn còn thừa bao quanh một mặt trời non trẻ. Sau khi cho bề mặt trái đất vài trăm triệu năm để nguội và để bầu khí quyển của nó ổn định, dường như sự sống đã xuất hiện ở đây ngay khi có thể. Thành phần chủ chốt là nước.
Ở dạng lỏng, nước là dung môi lý tưởng, nơi các phân tử quan trọng với sinh vật có thể tương tác và phản ứng. Vì nước lỏng xuất hiện sớm và liên tục, nên sự sống có thể phát triển vững chắc trên trái đất, và có thể trái đất không đơn độc. Vào tháng 8 năm 2012, xe tự hành Curiosity của NASA hạ cánh ở miệng Gale trên sao Hỏa. Vài tháng sau, khi nó đi uốn lượn dọc nền đầy bụi của miệng hố, Curiosity tìm được bằng chứng thuyết phục rằng đá ở dưới bánh được hình thành trong nước tù đọng. Sự hiện diện của khoáng vật sét trong đá cho thấy nước này giống như nước sạch trên trái đất và có thể sinh sống được. Đó là một quãng đường dài để cho thấy từng có cuộc sống trên sao Hỏa. Nhưng nó có nghĩa là trong một vài giai đoạn của quá khứ xa xưa, sao Hỏa là hành tinh sống được, ít nhất là với các vi sinh vật. Vài người nghi ngờ rằng ngày nay vẫn có sự sống trên sao Hỏa. Chúng sống lay lắt ở sâu dưới lòng đất. Vì thế trong hệ mặt trời của chúng ta, dường như sự sống đã xuất hiện ở một hoặc có thể là cả hai nơi với môi trường nuôi dưỡng nó. Dù sao Hỏa là thế giới chết, thì tỷ số là 50%. Và trong một thiên hà chứa hàng tỷ hành tinh, thật khó để hình dung rằng sự sống không đạt được thành công tương tự ở giữa các vì sao. Nhưng như ông Fermi nhận ra, chắc chắn phải có trở ngại. Có lẽ vấn đề chỉ là tìm kiếm người ngoài hành tinh theo đúng cách. Bằng cách quan sát sâu trong vũ trụ, các nhà thiên văn đã đối mặt với sự mênh mông của thời gian. Những quan sát về các thiên hà xa xôi đã tiết lộ rằng ta sống trong một vũ trụ đang giãn nở. Bằng cách đo tốc độ của sự giãn nở, giờ đây các nhà vũ trụ học ước lượng vũ trụ của chúng ta khởi đầu từ sự kiện vụ nổ lớn diễn ra khoảng 13,8 tỷ năm trước. Hình ảnh sâu nhất về vũ trụ cũng tiết lộ rằng nửa tỷ năm sau vụ nổ lớn, việc hình thành nên các vì sao và thiên hà đã diễn ra. Nếu thế thì có thể dải ngân hà cũng bắt đầu hình thành vào thời điểm đó. Ngược lại, hệ mặt trời của chúng ta chưa đến 5 tỷ năm tuổi. Niên đại của nó chưa bằng một nửa niên đại của dải ngân hà. Dường như điều này gợi ý rằng có rất nhiều thời gian để các nền văn minh khác phát triển bên trong dải ngân hà trước trái đất của chúng ta từ rất lâu. Vì vậy, khi tìm kiếm một nền văn minh ngoài đó để trò chuyện, thì thời gian đứng về phía chúng ta. Nhưng thay vào đó, ta có nghịch lý Fermi. Một vấn đề nan giải gây sửng sốt đặt ra một câu hỏi như sau. Nếu sự sống quá phong phú trên trái đất, và nếu thiên hà có từ lâu như vậy, thì tại sao ta vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của ai ngoài đó? Năm 1950, câu hỏi của Fermi được đưa ra trong cuộc trò chuyện giữa các nhà vật lý về việc du hành đến các vì sao. Nhưng kể cả khi việc du hành giữa các vì sao là không thể hay không thực tế do khoảng cách quá xa xôi, thì nghịch lý Fermi vẫn đúng do công nghệ đã ra đời để thăm dò thiên hà, tìm kiếm những tín hiệu vô tuyến từ người ngoài hành tinh. Vào thời gian mà Fermi đưa ra câu hỏi nổi tiếng, các nhà thiên văn đã lên kế hoạch xây dựng các chảo vô tuyến khổng lồ để thăm dò bầu trời. Lần đầu tiên trong lịch sử, loài người có thể lắng nghe trong vũ trụ. Nhưng
Vào năm 1960, nhà thiên văn người Mỹ Frank Drake đã dùng cái chảo rộng 26m ở Greenbank, Tây Virginia để lắng nghe tín hiệu sóng vô tuyến có thể đến từ những nền văn minh ngoài hành tinh. Đây là khởi đầu của SETI, hay cuộc tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh. Drake không kỳ vọng được nghe một tin nhắn dành cho chúng ta, nhiều biết trái đất phát đi nhiều tín hiệu dưới dạng quảng cáo thương mại và radar quân sự. Một nền văn minh hơi tiến bộ hơn chúng ta có thể sẽ phát đi nhiều hơn thế. Ngay từ đầu, SETI đưa ra vấn đề tìm cái kim to trong đáy bể. Có loại anten phù hợp để lắng nghe người ngoài hành tinh là một chuyện, nhưng biết phải hướng anten đi đâu và nghe ở tần số nào giữa hàng tỷ tần số là chuyện khác. Cách tiếp cận của Drake là hướng đến hai vì sao gần nhất, dường như tương đồng với mặt trời của chúng ta, và chọn tần số gần 1420 MHz, tần số của sóng vô tuyến được phát ra bởi hydro, nguyên tử phổ biến nhất trong vũ trụ. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học nói, khi Frank Drake bắt đầu cuộc tìm kiếm, thì sự hăng hái với SETI bắt đầu tăng lên, vì chưa ai nhìn thấy trước đó nếu có thể bầu trời tràn ngập tín hiệu phát ra từ các nền văn minh lâu đời, đang liên lạc với nhau bằng mạng lưới xã hội thiên hà. Có thể lời giải thích cho nghịch lý Fermi đơn giản chỉ là việc bật máy thu sóng radio lên. Nhưng chuyện xảy ra không như vậy. Cuộc tìm kiếm ban đầu của Drake không có kết quả, và mọi nỗ lực sau đó nhằm thu được tín hiệu radio của người ngoài hành tinh cũng vậy, ít nhất là cho đến nay. Trong số những dự án sâu rộng nhất là dự án Phượng Hoàng, họ dùng chảo radio đặt ở Úc và Mỹ để thăm dò khoảng 800 hệ thống sao được lựa chọn cẩn thận. Sau khi dự án kết thúc vào năm 2004, các nhà khoa học kết luận, nếu một nền văn minh tiên tiến dùng việc truyền radio để tuyên bố sự tồn tại của họ ở đâu đó, cách trái đất trong vòng 200 năm ánh sáng, thì lúc này ta đã phát hiện ra. Để so sánh thì dải ngân hà cách đó hơn 100.000 năm ánh sáng. Vì thế, vẫn còn nhiều thiên hà để ta tìm kiếm. Nhưng khả năng thu thập và chọn lọc tín hiệu radio từ vũ trụ của chúng ta ngày càng nhanh và hiệu quả hơn. Nhờ vào định luật Moore, cứ 18 tháng lại làm tăng gấp đôi tốc độ xử lý của máy tính. Ở California, các nhà khoa học ở Viện SETI đang phát triển mạng lưới kính thiên văn ALAN để cải thiện đáng kể tốc độ và số lượng các cuộc tìm kiếm dựa trên radio. Nếu công nghệ tiếp tục phát triển ở tốc độ hiện nay, thì vào giữa thế kỷ này, loài người sẽ nghe được tín hiệu từ hơn 1 triệu hệ thống sao. Khi đó, nếu không nền văn minh nào xuất hiện, thì nghịch lý Fermi sẽ trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Và ta sẽ phải cân nhắc xem tại sao những quá trình hóa học và sinh học giúp loài người xuất hiện lại không được lặp lại ở đâu đó, hoặc ít nhất là không đủ thường xuyên để ta tìm được ai đó ngoài kia để trò chuyện cùng. Sự tồn tại của ta ở trái đất chứng tỏ rằng sự sống là có thể trong vũ trụ. Cái mà nó không nói với ta là sự sống được chọn lọc như thế nào. Trong 4 năm, tính từ năm 2009, tàu vũ trụ Kepler của NASA tìm được bằng chứng về hàng ngàn hành tinh ở một phần nhỏ của bầu trời, nơi nó hướng máy quay vào. Mặc dù nhiều khám phá vẫn cần được xác nhận bằng những quan sát sau đó, nhưng các con số gợi ý trên khắp dải ngân hà có hàng chục tỷ hành tinh có kích thước tương đương trái đất.
Nhưng ta cũng biết ngoài đó không thể có hàng tỷ nền văn minh đang cố liên lạc với chúng ta. Nếu không, ta đã nhận được tin của ai đó. Họ ở đâu là cách Enrico Fermi từng dùng để xử lý câu hỏi. Dựa vào tiềm năng có quá nhiều nền văn minh trong dải ngân hà, thì liệu có hợp lý không khi ta chỉ có một mình? Nhiều thập kỷ trôi qua kể từ khi Fermi đưa ra nghịch lý nổi tiếng, đã có rất nhiều nỗ lực giải đáp nó. Một loạt những lời giải thích đã khảo cứu tỉ mỉ khả năng rằng người ngoài hành tinh tồn tại, nhưng họ không thể hoặc sẽ không liên lạc với chúng ta. Vì thế, có thể có cuộc sống thông minh ở các hành tinh khác mà không có công nghệ tiên tiến, hoặc trong một môi trường ở dưới nước, nơi không thể liên lạc qua radio. Ta cũng có thể đánh giá quá cao mong muốn của người ngoài hành tinh trong việc liên lạc với chúng ta. Vì khi xã hội ngày càng hiện đại, thì họ cũng trở nên hướng nội hơn. Vài người gợi ý rằng người ngoài hành tinh biết rõ chúng ta, nhưng họ đang theo dõi ta một cách yên lặng, giống như các nhà khoa học nghiên cứu những sinh vật khác trong môi trường tự nhiên của chúng. Vấn đề với những suy đoán này là, với mọi xã hội mà ta hình dung không muốn giao tiếp với ta, thì cũng có thể nghĩ đến những xã hội khác muốn. Với loài người, sự hiếu kỳ và liên lạc đến cùng những lợi ích sinh tồn to lớn. Ta càng thu thập được nhiều thông tin về môi trường thì càng chuẩn bị tốt hơn cho những hiểm họa chưa biết hay tận dụng nguồn tài nguyên đến chỗ chúng ta. Thật có lý khi lập luận rằng ít nhất một vài nền văn minh ngoài hành tinh phải hiếu kỳ và muốn giao tiếp. Thậm chí ta có thể hình dung một nền văn minh như vậy sẽ gửi tàu thăm dò đến các vì sao. Năm 2013, tàu Voyager 1 trở thành tàu thăm dò đầu tiên do con người sản xuất đến được rìa của hệ mặt trời và đi vào khoảng không giữa các vì sao. Sau vài thế kỷ cải tiến công nghệ, ta có thể phóng những tàu thăm dò nhanh hơn và hiện đại hơn đến các vì sao. Những tàu thăm dò đó có thể được trang bị kiến thức để tìm mặt trăng, tiểu hành tinh với những nguồn tài nguyên phù hợp để tàu thăm dò có thể sao chép lại chính chúng và sau đó được phóng đi để thám hiểm xa hơn. Ý tưởng về cỗ máy tự tái tạo được nhà toán học và nhà khoa học máy tính tiên phong John von Neumann đưa ra lần đầu tiên. Nếu ta có thể chế tạo những cỗ máy như vậy để du hành qua vũ trụ với tốc độ 1/4 tốc độ ánh sáng, nhanh hơn tàu Voyager khoảng 400 lần, thì sau vài triệu năm, chúng có thể đến thăm mọi hệ thống sao trong dải ngân hà. Nhưng đó chỉ là cái nháy mắt so với niên đại của hành tinh chúng ta. Thực tế là ta chẳng tìm được bằng chứng nào với những cỗ máy von Neumann trong hệ mặt trời. Và điều này cho thấy chẳng ai từng chế tạo được chúng. Quả đó xác nhận không thể có nhiều nền văn minh tiên tiến ở ngoài đó. Nếu không thì giờ đây đã có người làm được. Kiểu lập luận đó đã hướng sự chú ý vào lịch sử của sự sống trên thế giới chúng ta. Và một loạt những trùng hợp khác thường đã cho loài người ưu thế thực sự với toàn bộ hành tinh. Có lẽ ta đặc biệt hơn ta nghĩ. Vài người nhận thấy dù sự sống nhanh chóng xuất hiện trên trái đất, nhưng sinh vật đa bào phức tạp mất nhiều tỷ năm để hình thành. Nếu một hành tinh không thể duy trì môi trường ổn định trong thời gian lâu như vậy, thì nó chỉ có khả năng tốt nhất là nhà của thế giới vi khuẩn. Năm 2000, nhà thiên văn Don Brownlee và nhà cổ sinh vật học Peter Ward đã xem xét bao nhiêu yếu tố phải chuẩn xác để có một hành tinh như trái đất. Họ kết luận rằng dù dạng sống đơn giản có thể phổ biến khắp vũ trụ, nhưng dạng sống phức tạp là trường hợp ngoại lệ. Họ gọi ý tưởng của mình là giả thuyết trái đất hiếm, và trong một khoảng thập kỷ tới, ta có thể thu được manh mối về việc họ có đúng hay không.
Nối tiếp sứ mệnh Kepler, các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Massachusetts đang phát triển vệ tinh khảo sát sự chuyển động sượt qua của những hành tinh đối với các ngôi sao, viết tắt là TESS. Mục tiêu của nó là phát hiện ra những hành tinh giống như trái đất đi qua các vì sao gần đó. Nếu có sự sống ở những hành tinh đó, dù là vi khuẩn, thì những quan sát tiếp theo có thể tìm ra dấu vết của chúng bằng cách phân tích ánh sáng sao đi qua bầu khí quyển của hành tinh. Nếu TESS tìm được những hành tinh mà vi khuẩn sinh sống được, ngoài ra không có gì hơn, thì có thể đúng là ta đang sống ở kiểu vũ trụ trái đất hiếm. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học cho biết, dĩ nhiên là có một cách nữa để giải quyết nghịch lý Fermi, đó là tính đến việc những công nghệ cần thiết để liên lạc với một hành tinh khác có thể song hành với công nghệ cho phép một nền văn minh tự phá hủy. Cho đến nay, ta đã tránh được việc tự hủy hoại mình, nhưng xét đến thực tế, ta đang gây áp lực ngày càng tăng lên hành tinh, thì thật công bằng để nói, sự sinh tồn của ta còn lâu mới được đảm bảo. Một trong những điều trớ trêu của nghịch lý Fermi là nó xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa các nhà khoa học lỗi lạc làm việc trong một phòng thí nghiệm quân sự vào lúc cao điểm của chiến tranh lạnh. Nó nhắc nhở ta rằng nghịch lý không chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ của vũ trụ mà còn là lời cảnh báo quan trọng cho toàn bộ nền văn minh của chúng ta. Nếu không có gì khác, thì nghịch lý Fermi nói với ta rằng những nền văn minh lâu đời có thể vô cùng hiếm và ta phải cực kỳ kiên nhẫn nếu muốn trở thành một trong số họ. Nếu thành công thì một ngày nào đó ta sẽ nhận được thông điệp từ những sinh vật thông minh khác và ta có gấp đôi lý do để ăn mừng. Như thế nghĩa là ta không đơn độc và điều này có được nhờ sự bảo tồn cẩn trọng của ta cũng như của họ.